Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ kể từ các bạn trận tranh tài đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng châu Á năm 2015 khi bên đỏ đi tiên là Xuyên Tục Thiếu Hiệp Trịnh Vi Lồng và người cầm bên đen là danh thủ số 1 của cờ tướng thế giới, ngoại tinh Lê Khách Vương Thiết. Kính mời các bạn cùng đón xem một trận cờ phi tưởng cuộc đối đầu đến từ hai anh. Chứ 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 Chứ
吃。吃。吃。将军。
吃。吃。吃。吃。将军。吃。
吃。将军。吃。吃。吃。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Tớ hình cờ trên sau phần cờ cho bình tướng qua để tránh đo. Thì bên tiên của danh thủ của Trịnh Duy Đồng, anh đã phải buông cờ xin thua. Chứ đường công bức sát đến từ bên đen với phần cờ cho lắc tốt vào hoặc thảm ạc qua đều bí dành cho bên đỏ. Như vậy, kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn và đấu trên trận tranh tài đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng của châu Á năm 2015. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.